Nếu mà cô chú anh chị mình đang đi tìm một căn nhà tài chính thấp giá rẻ nhưng mà vị trí có thể nói là ưu tiên của mình là nằm gần với lại hướng Hóc Môn quận 12 thì khu nhà ngày hôm nay mà em Phương muốn quay và giới thiệu đến cô chú anh chị mình á cái vị trí rất là gần với lại hướng cầu lớn Hóc Môn nha tức là từ cầu lớn ở ba dòng á từ ngã ba dòng cầu lớn Hóc Môn anh chị mình đi xuống theo đường ở bên Bứa là anh chị mình đi thêm khoảng một cây số nữa nó còn chưa tới ngã ba mươi hạnh đâu mặc dù là qua Long An nhưng mà nó chưa tới ngưỡng 30 hạnh khoảng hơn một cây số nữa từ cầu lớn đi xuống đây vị trí rất gần luôn chị và từ đường lộ 824 sẽ vào một cái đường nhánh bê tông cũng khoảng 150 m này là tới nhà rồi vị trí đẹp nhưng mà cái diện tích căn nhà này nó hơi nhỏ với là cái đường trước nhà nó hơi nhỏ cho nên là cũng hơi khó nha cũng hơi là khó chấp nhận được à, cho nên là chủ nhà có báo cho công ty giảm thêm khoảng 30 triệu nữa một tháng trước là giảm tháng trước là Tháng trước là báo cho công ty yên Phương là rưỡi, Nhưng mà tháng này mới ngày hôm qua đây thôi Giảm 20 là còn chốt 4 Giảm 30 là còn chốt 420 nha Căn này đã được sơn sửa mới là rồi Nhà được bề, bề ngang là 6m Nhưng mà sâu vào khoảng 4 rưỡi thôi Đó, được cái bề ngang nha Căn này có đầy đủ hai phòng vệ sinh Và hai phòng ngủ riêng cho anh chị mình luôn Mặc dù là diện tích nó nhỏ nhưng mà bù lại vị trí nó gần anh chị vị trí gần lắm anh chị mình đi xem đảm bảo cái căn nhà này là vị trí gần như là nó sẽ là một trong những cái căn nhà có vị trí gần nhất với lại hướng cầu lớn và quận 12 nha nhà đã được sơn sửa mới rồi cái này thì anh chị mình vào ở liền được luôn đó giá là 420 triệu tất nhiên là vẫn còn thương lượng nha anh chị mình đi xem nhà thực tế thì nếu mà thiện chí mua thì bên địa phương sẽ hỗ trợ anh chị mình gặp trực tiếp chủ để mà thương lượng giá trực tiếp nha đã được gắn đầy đủ rêm rồi nè nhà là hướng đông nam nha đông nam thì phù hợp cho anh chị nào mình thuộc mình phong thủy là đông tứ trạch nhé một trệt một lầu có tặng sofa có tặng một cái quạt trên tường này nó đầy đủ là điện nước rồi được bề ngang là 6 mét nhưng mà bề sâu vào nó hơi ngắn nha nó chưa có bốn mét rưỡi thôi một trệt một lầu hai phòng ngủ riêng hai phòng vệ sinh riêng luôn nằm ngay à, hướng với là vị trí là ngay cầu lớn môn nha từ cầu lớn xuống là chưa tới ngay ba mươi hành đâu vị trí gần lắm anh chị vị trí đẹp lắm trên lầu mình sẽ có được à, hai phòng ngủ nè, thì đây là cái phòng ngủ đầu tiên và cái nhà vệ sinh thứ hai của mình á là nó sẽ nằm lọt trong cái phòng ngủ này luôn. Đây nha. Đó anh chị mình thấy không? Tất cả là đã được làm mới rồi. Đã được sửa sửa mới rồi. Nhà này là nhà khách hàng ký gửi bán lại cho nên là người ta đã ở rồi nha. Người ta đã ở một thời gian rồi và trước khi bán thì cũng đã hỗ trợ cũng đã làm lại cái nhà cho nó tươm tắt rồi. Đây ở đây có cái sổ có làm rèm này nhà là hướng hướng đông cho nên là nó hơi mát nha à, nó sẽ có hơi 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 có ánh nắng vào buổi sáng đó ha khu vực này xung quanh rất là đông luôn nha căn này 420 triệu à, pháp lý là sổ hồng đồng xỉu nha anh chị mặc dù là đồng xỉu nhưng mà nó có được mỗi nhà một sổ thì nó sẽ an toàn hơn là cái loại vi bằng với là dây tay nha đây anh chị mình thấy là xung quanh nhà dân cũng cũng tương đối ha cũng khá là à, dày này hướng bên này là anh chị mình đi ra là đường tỉnh lộ 824 này đó, khu vực này xung quanh đây dân khá là đông ha Ở đây thì có đất máy rồi nha, có đất máy ha Chỉ có một điều là cái cái đường trước nhà nó hơi nhỏ anh chị Cái đường trước nhà nó chỉ tầm khoảng là 2 mét thôi Cho nên là những cái nhà mà nó hơi ngợp nha có đó là cái điểm trừ mà em thấy là lớn nhất Nhưng mà cái đường đi ra lại được lộ 824 á Đây nè, cái đường này là đường nhà nước này, Thì nó 4 mét lận, nó thoải mái lắm chỉ có cái đường trước nhà của mình ngày xưa người ta làm á người ta chừa cái đường trước nhà người ta kiểu là hiến đất làm đường anh chị đây này hiến đất làm đường làm cái đường trước nhà nó có hai mét này cho nên là những cái khu nhà của mình nó hơi bị ngộp đó